Mùa hè này chúng ta mặc áo hai dây hoặc là áo sát nách, hoặc là đi biển, đi du lịch mặc bikini mà khi mà giơ tay lên để lộ cái vùng da dưới cánh tay bị thâm thì sẽ rất là ngại đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên nhân và cách xử trí thâm nách tại nhà nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và trước khi đi vào chủ đề chính, muốn mời các bạn sẽ tham gia vào trong group Skincare khoa học cùng bác sĩ Ngọc này. Các bạn có thể thấy là rất là đông thành viên rồi, chúng ta có thể hỏi đáp với nhau hàng ngày ở trên này. Và các bạn sẽ like thêm fanpage PS Nguyễn Ngọc nữa thì hàng ngày có thêm rất là nhiều bài đăng từ bác sĩ Ngọc và có thể trực tiếp trao đổi với bác sĩ Ngọc trên kênh fanpage. Và phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nói về những nguyên nhân nào khiến cho chúng ta bị thâm nách. Thì nguyên nhân đầu tiên thường gặp đó là do chúng ta có thói quen mặc những cái bộ đồ nó bó sát và trà sát lên cái vùng nách nhiều quá. Những cái vùng da rất nhạy cảm như là vùng nách hoặc là cái vùng da mắt của chúng ta, nếu chúng ta có thói quen là dụi mắt này hoặc là chúng ta thường xuyên mặc những cái đồ bó sát vào nách ấy, thì nó cũng sẽ khiến rất là dễ bị thâm. Ví dụ như là cái vùng da ở khuỷu tay này mà chúng ta tì đè nhiều ấy, nó cũng sẽ thường là thâm hơn những cái vùng da còn lại đúng không ạ? Thì cọ sát và tì đè nhiều nó cũng là một nguyên nhân khiến cho cái da ở vùng đó bị thâm. Nguyên nhân số 2 đến từ việc có thể là các bạn dùng những cái sản phẩm để mà xịt hoặc là lăn khử mùi ở cái vùng nách. Thì có thể trước đó các bạn dùng những sản phẩm cũ đã rất là quen rồi thì không sao, nhưng mà đổi sang sản phẩm mới hoặc là có những bạn chưa từng dùng bao giờ và dùng một cái sản phẩm bắt đầu dùng đầu tiên thì có thể nó có thể hiện tượng bị kích ứng trong một số những thành phần ở trong cái sản phẩm đó, thì cũng có thể để lại cái tình trạng là bị thâm ở vùng nách. Nguyên nhân thứ ba đó là khi chúng ta cạo lông cái vùng nách nhiều thì nó cũng sẽ là một cái hiện tượng trà sát và cũng có thể gây kích ứng và cũng có thể là sai cách thì có thể khiến nách chúng ta bị thâm hơn. Nguyên nhân thứ tư đó là chúng ta có thể là tùy thuộc nhé, có những bạn thì không tẩy tế bào chết vùng nách bao giờ nhưng không thâm, nhưng cũng có những bạn là do bị tích tụ tế bào chết nhiều ở vùng nách và chúng ta không có cái thói quen tẩy tế bào chết vùng nách ấy, cũng sẽ khiến nách chúng ta bị thâm hơn. Nguyên nhân thứ năm đó là do di truyền. Ví dụ như là có những bạn mà mẹ bị thâm nách thì bạn ấy cũng có thể bị thâm nách này. Hoặc có những bạn nào mà bố và mẹ đều bị thâm nách ấy, thì cái tỷ lệ bị thâm nách nó còn cao hơn cơ. Tức là nó liên quan đến cái yếu tố di truyền rồi. Và một nguyên nhân nữa đó là liên quan đến những cái tình trạng bệnh lý. Có thể là ở trong bệnh béo phì hoặc là tiểu đường có thể có cái tình trạng thâm một số vùng da như là vùng da dưới cánh tay, vùng da nách. Hoặc cũng có thể đó là một trong những cái dấu hiệu liên quan đến ung thư. Đương nhiên là không phải là cứ thâm nách là chúng ta là nghĩ đến ung thư, mà nó là có thể là một trong những dấu hiệu liên quan thôi, vì nó còn phải rất là nhiều những cái triệu chứng toàn thân khác. Ví dụ như là gầy sút cân rất là nhanh bất thường này, rồi mệt mỏi này, không ăn không ngủ được hoặc là gì đó, chứ không phải là cứ thâm nách là nghĩ đến ung thư. Và hút thuốc lá nhiều cũng có thể là một nguyên nhân khiến chúng ta dễ bị thâm nách hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 2, đó là cái cách xử lý thâm nách như thế nào để chúng ta có thể tự tin hơn và cách xử lý này các bạn cũng có thể thực hiện được tại nhà. Thì đầu tiên rất là đơn giản thôi, liên quan đến cái việc thói quen chúng ta hay mặc cái đồ mà cọ sát vào nách ấy, thì chúng ta hãy mặc những cái đồ nó thoải mái thôi. Ví dụ như bác sĩ Ngọc thì hay mặc những cái áo mà nó cũng không điệu đà gì cả, nó rất là đơn giản thôi, kể cả ở nhà hay đi ra đường thì nó không cọ sát lên những cái vùng da cơ thể thì nó cũng tránh cái tình trạng là bị thâm nách. Tiếp theo số 2 đó là các bạn có thể sử dụng tẩy tế bào chết cho cái vùng da nách. Thì cũng có thể những cái tẩy tế bào chết cho body các bạn thường dùng ấy, cũng có thể các bạn sẽ tẩy tế bào chết cho vùng nách được. Nhưng các bạn lưu ý là nếu như các bạn mới thực hiện ấy thì các bạn sẽ cái tần suất nó sẽ thưa thôi. Và các bạn cũng đừng tẩy tế bào chết kỹ quá, có thể nó còn khiến cho nách chúng ta là bị kích ứng và cũng có thể lại bị thâm tiếp. Có thể các bạn chỉ làm khoảng 2 lần một tuần khi mới bắt đầu thôi, hoặc cũng có thể các bạn sử dụng những cái loại mà dành cho da mặt như là AHA hoặc là BHA. Dùng được cho da mặt thì các bạn cũng có thể là áp dụng vào cái vùng nách này, nó cũng sẽ đỡ bị kích ứng hơn. Điều số 3 đó là chúng ta hãy chú ý chống nắng cho cả cái vùng da nách khi mà chúng ta đi ra ngoài. Nếu như chúng ta ở nhà thôi thì cũng không cần thiết quá đâu. Hoặc là chúng ta đi ra đường nhưng mà chúng ta đã mặc đồ kín, dài tay hoặc là mặc cả áo chống nắng các thứ rồi thì có thể cũng không cần thiết. Nhưng mà khi chúng ta đi biển này, chúng ta đi chơi, chúng ta mặc những cái bộ hai dây, những bộ sát nách hoặc là bikini thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chống nắng cho cả vùng da nách nữa để hạn chế tình trạng bị thâm nách. Tiếp theo điều số 4 đó là tránh cái việc mà cạo lông nách quá nhiều. Các bạn có thể là áp dụng những cái biện pháp như là laser để tránh cái tình trạng là phải cạo liên tục. Và các bạn sẽ, nếu như các bạn cạo lông nách ấy, thì cũng không nên là cạo quá nhiều và lực cạo quá mạnh. Và sau khi mỗi lần cạo xong chúng ta sẽ bôi dưỡng ẩm vào cái vùng da này để tránh cái tình trạng mà bị kích ứng và tổn thương có thể gây ra tình trạng thâm nách nhiều hơn. Và một cái điều cần làm nữa cho cái vùng da dưới cánh tay, vùng da nách này, đó là chúng ta cũng nên bôi một cái loại dưỡng ẩm mà nó thoáng, nhẹ, vừa đủ ẩm cho cái vùng da nách. Nhưng vùng da mặt của chúng ta mà thiếu ẩm ấy, nó cũng sẽ trở nên khô và xỉn màu hơn. Hơn nữa là chúng ta khi mà áp dụng những cái như là tẩy tế bào chết này, hoặc là có nhiều bạn cạo lông nách ấy, thì các bạn cũng sẽ rất là cần thiết phải có thêm một cái loại dưỡng ẩm.
Thì dưỡng ẩm cho vùng da nách các bạn có thể dùng luôn cái loại cho vùng da mặt, hoặc là một số những cái loại gel hoặc là lotion mỏng nhẹ. Nó sẽ tránh tình trạng là bị bí bết, bởi vì đôi khi là da mồ hôi này, hoặc là chúng ta gập tay xuống liên tục thế này này, mà chúng ta bôi những cái loại mà kết cấu nó dày quá, nó cũng khiến cho rất là rất dính, khó chịu. Và bây giờ thì sẽ đến một cái ý rất là quan trọng, đó là dùng những cái sản phẩm có thành phần sáng da để bôi, để trị liệu những cái vùng bị thâm nách này. Thì các bạn có thể sử dụng những cái thành phần ví dụ như là vitamin C, hoặc là arbutin, hoặc là kojic acid, hoặc là niacinamide, những thành phần nó khá là nhẹ nhàng. Đương nhiên là thời gian của nó thì cũng sẽ cần phải kiên trì hơn để thấy cải thiện cái sắc tố ở vùng da nách, và kết hợp với cả những cái biện pháp từ trên bác sĩ Ngọc vừa mới kể tên đấy, thì các bạn sẽ có thể là dần dần cái vùng da dưới cánh tay nó sẽ sáng hơn. Còn những cái sản phẩm như là HQ hoặc là tretinoin các thứ ấy, thì bác sĩ Ngọc nghĩ là nên thận trọng, bởi vì là cái vùng này nó cũng khá là nhạy cảm, và nếu như mà bị kích ứng hoặc là bị cái phản ứng tăng sắc tố, phản ứng phụ tăng sắc tố sau khi bị kích ứng ấy, thì nó cũng sẽ còn phiền phức và mệt mỏi hơn. Nếu các bạn nghe đến đây mà thấy hấp dẫn thì hãy tặng cho bác sĩ Ngọc một like video để có thêm động lực làm kênh nhé. Và hiện tại thì cuốn sách chăm da tại nhà từ A đến Z này của bác sĩ Ngọc đang có ưu đãi rất là lớn. Nó là một kênh YouTube thu nhỏ này, một kênh fanpage thu nhỏ, và sẽ giải đáp rất là nhiều thắc mắc cho các bạn. Nó đang có ưu đãi, đó là tặng kèm một cái voucher mua mỹ phẩm trị giá 200.000 đồng này, và một túi đựng mỹ phẩm trị giá 200.000 đồng như thế này nữa. Thì chúng ta hãy nhanh tay inbox ở dưới đường link mô tả để có thể nhận được ưu đãi này nhé. Và cuối cùng, để có thể xử lý thâm nách tại nhà, có một cái điều nữa, khi mà các bạn đã làm tốt tất cả những cái điều bác sĩ Ngọc kể trên trong cái phương pháp xử lý tại nhà, thì các bạn có thể uống hỗ trợ thêm những cái viên uống làm sáng da chứa những cái thành phần ví dụ như là glutathione, lecithin, vitamin C, vân vân. Thì các bạn sẽ giúp cho cái vùng da nách này nó cũng sẽ được sáng đồng đều dựa vào cái tác dụng toàn thân của những cái viên uống. Còn nếu như mà các bạn đã làm tất cả những cái biện pháp 1, 2, 4, 5, 6, 7 bác sĩ Ngọc kể trên tại nhà rồi mà vẫn chưa thấy hiệu quả lắm, thì các bạn có điều kiện, các bạn có thể đến những cái bệnh viện hoặc là những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín để có thể làm thêm biện pháp công nghệ cao như là laser, để nó sẽ xử lý cái vùng thâm này hiệu quả hơn. Hy vọng là qua video ngày hôm nay có thể giúp cho các bạn có những cái biện pháp để cải thiện cái vùng bị thâm nách tại nhà. Và nếu thấy nó hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ nó rộng rãi đến tất cả mọi người. Và nếu yêu mến bác sĩ Ngọc thì ấn đăng ký vào kênh YouTube, bấm thêm vào hình quả chuông nữa, để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.